Hello mọi người. Phải nói là từ lúc mà bước vô cái con đường làm nghề âm thanh đến bây giờ thì phải nói là chưa ghi nhận một cái ca loa kéo nào mà nó khủng như thế này. Đây là một bộ loa kéo thực sự là chất lượng, thực sự là đẳng cấp và phải nói là không đụng hàng với ai. Đây là những cái cấu hình thiết bị của cái combo loa kéo này. Thì ngoài loa kéo ra thì còn được nâng cấp thêm loa rời và sub. Thì nó giống như là một cấu hình loa kéo và chúng ta sẽ kết hợp thêm một bộ karaoke vô trong đó. Thì đúng không ạ? Thì đây là một sub 40, sub hơi 40 của Wonderfuel và một cặp full 30 của Wonderfuel. Thì mọi người có thể thấy là những cấu hình karaoke bên Huy lắp thì thường thường sẽ bao gồm một sub và hai full. Thì nó giống như là một bộ karaoke rồi. Và đây là một cái combo loa kéo nữa, loa kéo 2 bát 40. Đó, đây ha mọi người, 2 bát 40 thì toàn bộ là đồng bộ, toàn bộ là loa neo hết toàn bộ luôn ha mọi người. Bát neo 40 côn 76 và chép neo 850. Và đây thiết bị thì rất là dữ. Một cấu hình không biết phải gọi là cấu hình loa kéo hay là karaoke hay là cái combo phải nói là độc lạ, không đụng hàng với ai. Sử dụng đẩy 4 kênh Koraka 18 Plus mọi người. Một cái cấu hình mini mà chơi một con đẩy rất là dễ dàng. Một con đẩy này mọi người biết là cái giá trị của một con đẩy này thôi nó lên tới 19 triệu một con rồi. Đó, đẩy Koraka 18 Plus 4 kênh và vang số Wonderfuel X10 Plus, thì một con vang số này thì mọi người biết là rất là cao cấp và rất là hay. Và đẩy cao cấp này, vang số cao cấp này, micro cũng là micro cao cấp BBS luôn. Rất là dữ đúng không? Thì bộ này còn tích hợp thêm một cái đầu quản lý nguồn điện nữa. Hiện tại thì cái đầu quản lý nguồn Huy đang để ở rời ngoài, chưa có lắp vô mọi người. Đó, bộ này thì bốn thiết bị, nói chung là những cái gì mà nó gọi là hay cao cấp thì đều được tích hợp ở trong cái combo này. Đó, thì đây là một cái bộ âm thanh bên Huy đang chuẩn bị lắp đặt cho một anh khách hàng tại quận Tân Phú. Thì anh khách hàng này là ở gần công ty của Huy luôn. Thì anh hôm cách đây 2 ngày là anh đã qua bên Huy, kêu bên Huy là tư vấn thiết kế cho anh một cái bộ nào âm thanh nó hay, nó gọn gàng và không đụng hàng với ai. Thì sau khi mà anh đã có tham khảo tất cả các thiết bị của bên Huy từ trước rồi và lên đây thì bên Huy tư vấn thì anh đã quyết định là phối ghép một cái combo như này để anh ấy chơi gia đình nha mọi người. Đó, anh ấy mua về cho chủ yếu là cho vợ của anh hát trong dịp ngày lễ 30/4/1/5 đó. Đó thì đây mọi người có thể thấy một cái combo rất là hay rồi, sub Wonderfuel sub hơi 40 này, W15A và full 30 Wonderfuel W12A. Kết hợp với lại một cái combo loa kéo lưu động như này, phải nói là lắp ở trong nhà rất là dễ phối ghép với nhau mọi người. Không gian nào cũng có thể xử lý âm thanh được. Đó, loa này thì mình có thể là để trên này, mình có thể để chân trống mình tách rời ra, hoặc là mình có thể là khoan bắt treo lên trên tường á. Súp này mình cũng có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau và cái loa này cũng vậy. Cái bộ này nó rất là hiệu quả, phải nói là cái công năng sử dụng nó rất là nhiều mọi người. Đó, bây giờ là toàn bộ là bên Huy đã lắp đặt rồi mọi người. Đây là một cái bộ nhỏ chất lượng nhưng mà phải nói là thực sự là cao cấp và cái giá của nó nằm ở phân khúc cao. Và phải nói là từ trước đến giờ đây là cái bộ loa kéo mắc tiền nhất từ trước đến giờ bên Huy lắp. Thì hôm qua bên Huy mới review một cái combo loa kéo đi Úc cho khách hàng Úc đây mọi người, bộ này để chuẩn bị đóng gửi đi Úc này. Thì hôm nay là lên luôn cái bộ này phải nói là nhỏ gọn mà rất là cao cấp. Đó, bây giờ thì Huy sẽ setup lấy cái bộ này sẽ làm tiếng lời chính này. Bộ này sẽ hỗ trợ cái tiếng mic làm center và sub đây, sub thì tăng cường âm trầm hơn mọi người. Đó, một combo phải nói rất là hoàn hảo. Bây giờ mọi người cùng xem Huy test thử cái chất lượng bộ này nhá. Thì bộ này thì sáng ngày mai Huy sẽ đi bàn giao trực tiếp tại nhà cho khách hàng tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người có thể thấy một điều là thời gian gần đây những khách hàng mà đến với bên Huy ấy, thì thường thường là lựa chọn những cấu hình âm thanh rất là cao cấp từ những cái sản phẩm KTV, karaoke đến combo lưu động, loa kéo, những hệ thống dàn âm thanh sân khấu. Và ngoài này thì Huy đang còn lắp đặt thêm một cái bộ dàn Line Array nhập cho anh khách hàng tại Đồng Nai mọi người. Đây, bộ này thì bên Huy đang lắp đặt để chuẩn bị lát nữa sẽ đi bàn giao luôn. Hôm nay thì đội ngũ của bên Huy phải làm từ 4 giờ sáng là toàn bộ anh em phải lên đây để lắp đặt đồ và để chuẩn bị cho những cái đơn hàng. Đây là một cấu hình sân khấu rất là cao cấp để lắp cho anh khách ở tại Đồng Nai. Đó, đây là mixer số Behringer X32, con này rất là đẳng cấp rồi. Và đây là thiết bị này mọi người. Đó, đây là một cái bộ đi lắp Đồng Nai đây. Còn bộ bên này thì sáng nay sẽ lắp ở Đồng Nai và chiều hôm nay về sẽ phải quay ngược xuống Tiền Giang để bàn giao một cái bộ này. Bộ này thì còn một cái mixer nữa Huy chưa có lắp vô. Đó, bây giờ thì xin mời mọi người xem bên Huy test thử chất lượng của combo
không biết là gọi là cái gì. Phải nói là không đụng hàng, là combo không đụng hàng ha mọi người. Bây giờ thì bên Huy sẽ tiến hành đi lắp cái bộ loa rất là VIP này cho anh khách ở tại quận Tân Phú ạ. Xin mời mọi người theo Huy ạ. Sáng đi áo đầu. Dạ, sáng em đi Long An ạ. Dạ, chào chị. Bốn năm hai ba trên đúng không? Đây. Hãy subscribe.